Trời ơi, ta đâu có biết ru cho hoàng tử ngủ yên. Điện hạ ơi, đừng khóc nữa. Chẳng nghe là đại hòa sẽ khôn lường. Điện hạ có sửa phải không? Làm sao bây giờ? Ôi, không gian muốn bề tình mật. Hay là ta căng tay để lấy máu tay nhỏ sữa cơm để ông chứa tạm nó lòng giới hạ thần tìm lối đào sân. Oh.
xa xôi.